Ông bà ơi, cô chủ ơi, bé Mai nó có vô đây không vậy? Chị nói cái gì kỳ vậy? Nãy tôi kêu chị giữ nó mà. Khi nãy á, tôi đưa bé ra ngoài sân chơi, rồi tôi kêu bé đứng đó đợi tôi vô trong tôi múc cháo. Khi tôi trở ra thì bé nó mất tiêu rồi. Cái gì? Chị nói cái gì? Bé Mai. Trời ơi. Bé Mai. Mai ơi. Mai ơi. Mai. Con gái của em nó cao cỡ này nè, tóc dài dài mặc áo màu xanh chạy ngang qua đây không? Mới vừa thấy cậu thanh niên bồng đứa nhỏ đi ngang qua đây tức thời luôn á. Chết rồi, vậy là con bị bắt cóc rồi. Mai ơi, Mai ơi, Mai. Bắt cóc, bắt cóc. Mai ơi. Con đến đi, má làng thương nha. Con cũng vậy má Hồng à. Con đến nè, má Lan cho con ăn bánh nha. Đây bánh của con nè. Con ngoan nha, bây giờ về với má Lan. Vài bữa nữa chú dắt con về má học nha. Không con xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.